không? Không mặc chung cao chung như bạn Châu kia rồi. Đâu nó đòi mặc chung cao. Ok, C18 xuất hiện, ok, C18 xuất hiện. Bên này còn chỗ này thì làm. Quý khách đi ra từ bên đường, quý khách mất vé đi để chiều về ta đi bằng xe điện. Quý khách hoan hỉ ra đây chị. Quý khách chỉ quan tâm đến sự điều hành. Thế đi. Quý khách có vé 273. Ôi ui, cá nhiều không nè người, cá này. Đây, 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 che miệng, che miệng. Ngồi giờ này đây. Nói chung ngồi. Có nhiều cá thế. Cô Vinh ơi, ăn một quả ơi, được đây 2 cái. Đây đây 3 cái nào. 2 3 cái gì đó. Đây đồ mình. Ờ, đây đồ có mê gì được. Đây mình mặc cái. Đây. Ba, bà để chân nước vào trong cái giỏ. Em bôi rồi. Đi đây. Quốc ngoài là rồi. Em đi ta đi đoàn người ta mà. Em. Bảo phào nóng quá. Đi nhờ xe chị hai, em đi nhờ xe chị hai. Em đi nhờ xe, em đi ké. Ờ, mình đi rồi đó. À. Giá nhiều thế. Nào đó. Hôm nay không nào rồi, Tây Thiên. Uống thì là uống mẹ. Uống xong là Thảo. Thảo ơi, hôm nay không đi đâu à? Chúng ta mời khách hoan hỉ di chuyển lên tàu TC20. Thế lúc quý khách hay hoan hỉ cầm một vé ra tay và sau khi qua trạm kiểm soát vé xong thì quý khách hoan hỉ giữ lại vé. Từ khi đi tham quan xong, khách đi xe được, chú hồi quay trở về. Du khách phía trên tầng 2 của tàu. Từ khách qua mà đi. Thì từ an toàn của du khách là an toàn. Du khách chưa mặc áo phao, chưa mặc áo an toàn. Chúng tôi chưa cho tàu vừa xuất bến đâu. Đây là chị lấy tháo ra cho bà ngoại. Ờ đó. Đây làm gì? Đang rơi lùng ngục bao nhiêu ở đằng sau đây, bạn đâu có đặng ở đằng quân. Điện à? Trong cái giỏ. Nhớ là mọi người cứ vé nhé. Mọi người cứ vé để sau mình đi xe điện về nhé. Nhìn như cô tấp ở đấy. Kia, đuôi kia. Chúng ra chúng nước lên nổi. À thế là có cục sạc nhưng không có dây gì gì. À thế, thế rút cái cục bỏ sang đây chị chưa? Cái cục đâu? Bỏ sang đây rồi sau lại đi tìm. Vứt ra đây đi. Rút vứt ra đây đi. Thôi. Trong dưới vẻ hả? Mà trong rút cái gì nào để rơi? Nhìn sương mù rơi không... điện thoại nhé má rơi anh môi khác
Anh hỏi rơi thì sai cúi bắp. Đưa mới là cổng đi. Lấy cổng mua mình vào đây. Về đây đấy dạ. Đây là đi ở nhá. Đi tham quan. Chưa có gì đâu mà. Nhưng mà chùa chùa đây rồi. Đâu giờ mới vào chùa. Bây giờ mới vào đây. Giờ mới đi vào chùa. Là đi dây điện. Nhưng mà ừ, mình đi vào cái là xong rồi đến lúc mình tham quan ở vào trong chùa xong thì là mình quay ra và đi vào dây điện. Bà hiểu chưa? Lúc ra là mình không đi vào cái này. Đúng rồi, lúc ra là nhớ giữ vé để đi vào xe điện. Là bao gồm xe điện các thứ là mình đi hết vào một cái vé này. Sau còn cái vé buffet thì vào ăn thì lại chia ra. Thế khí linh đinh là chắc là đấy là cái đảo. Là bạn ở đấy không thì cái nhất bạn. Mà xin được không hiểu ngay. Một mình gì mới lại khỉ không á. Nó cái dạng là đảo bên rừng quốc gia. Không phải chùa. Không phải chùa. Chùa kia. Chùa kia. Mình đi thắp vòng một vòng, thắp vào chùa. Đi một vòng, xong rồi quay về chùa. Chứ không phải là lênh đênh như này sao lại quay vào bến đâu. Giờ thì để vẫn có bến kia bạn. Bến không quay vào chùa chứ đây là không quay vào chùa thôi, là từ chùa là đi như đấy là vào sao chứ. Dạ. Vâng, kia là cái cổng vào. Cái này là đi thẳng này, nhìn các cái thuyền kia đi thẳng kìa. Mình đi theo mấy cái thuyền đó đó. Thảo ngang như đó Hạ Long, Thảo Cường đang xem. Thảo cứ xem đi, giống như Thảo đang được ngồi đây. Giống y như Hạ Long. Hai đứa nó là một cặp. Sương mù nhìn thì không rõ đúng không? Chị Loan ơi, hàng nhà chị Loan. Tâm ơi, lại Tâm ơi, hàng nhà ta đây. Tâm đang đi làm, Tâm ơi, hàng nhà Tâm. Hiền, Hiền Thảo năm, hàng nhà Hiền Thảo năm. Đến mà nha. Hôm qua nó bảo là con thử được ba rồi, mẹ. Như này bây giờ đẹp rồi. Chứ. Ừ. Nếu vui thì mẹ ở lại ngày nữa. Bây giờ cái đường phải đi dây điện ra kìa, mà các bạn nhìn chưa? Dạ. Yeah. Đi một vòng, đi một vòng xong là đấy rồi. Lần đi Trường An là đến các thì ấy mà không đến. Đấy đường. Đến các thì kiểu đi thuyền đến các thì chỗ không đi à? Con đi hết mà. Sông vào, sông vào đâu? Để thì người đưa đi thuyền thì đâu? Để người ta là còn chiến thác nữa. Này gì đó. Chứ giả cho nó mổ, nó rượt lắm, nhà chị giàu thì giàu, thằng em không có, mà từ cái cãi cũng từ kiện, từ kiện, và chị rơi bỏ, đấy là từ kiện đá. Cá nào đâu có ăn được đâu mà, sau đó lại giả lại. Thấy, cái gì lên nhận cho chị. Đấy hà, trở thành cá chép. Nhưng mà giờ em khó rộng. Ủa sao hai cái thuyền kia là đi, à, đi vào trong kia kìa, giờ mới nhìn thấy kìa. Nãy xương không nhìn thấy đâu, nhìn thấy kìa. Áo này đã nóng rồi, khoác thêm áo này nữa nóng chết đi. Nóng đây thì ra hóa ra là Hà lại vừa nhất. Cầm chị cởi áo thật nóng quá. Nào quay chị cởi nè. Nào quay một tấp một nắng nè.
một tấc mà nắng cả đấy. Một tấc. Nắng này là phải đi cạnh nhau. Một tấc một nắng. Mẹ còn yên không? Mẹ còn yên không? Bà đeo toàn hộp xoàng nữa. Tôi đã cũng thiết kế hết rồi, phải mua thuyền để đi vào. Đúng rồi, với dịch vụ mới có cái vùng cái chùa này. Dịch vụ nó mới kiếm tiền đấy chứ. Bằng tiền hết. Bơi được. Ủa sao lại vào kia ta? Ở đây gì đâu? Đây, đem tận đi lên đỉnh rồi. Đấy, còn xíu thôi. Tí là mọi người chỉ có thắp hương bình thường thôi nhé, còn mình đặt tiền luôn theo đoàn nhé, hiểu không? Làm cái đầu đoàn là chỉ còn thắp làm lễ thôi. Rồi vậy nhá. Là mình. Quay lại. Không. Một người đặt luôn. Đứng như này, đứng như này. Ai có con gì kia, con gì kia. Tí là phải đeo đấy. 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 Con gì đấy. Con gì đấy. Tí bộ à, leo bộ lên nè. Chị cầu thang leo lên kìa. Cầu thang leo lên. Sao ai khỏe thì leo, ai yếu ở dưới. Đây là sông trên đường biển. Sông. Sông thùng nước. Đông nông được mấy thùng nước. Trăm sông đổ về biển. Đâu bên nào? Đi bên này à? Đâu bên này à? Bán bánh xà phòng. Bây giờ quay lại ăn cho lấy sức khỏe thôi. Sao lại gieo bạc có đường không mà ăn cay mà ăn đồ gì ăn đấy chùa đó nãy là sương mù quá vẫn còn mưa đúng không? Kia cỏ thật hay là cỏ giả đó? Đâu anh? Đâu. Cỏ đâu? Cỏ bầu cây á? Chắc thật chứ. Chắc cỏ thật. Thật làm sao mà nó cứ ghim cái kia làm thật chứ. Có ai bán đâu mà. Nó đổi. Giả. Chắc giả cho nó giả. Làm gì nó cứ ghim thế? Giả. Không thì nó phải vẽ cánh lên. Đây này đây. Mỗi phòng rồi. Thật đó. Thật đó. Nó ngoẹo đầu kìa. Em thấy cái đầu nó quay lại nó. Thật đó. Thật đó, giá đâu mà giá. Mưa này nó đang trúng mưa mà. Đó, thấy chưa? Đó, nó bay đó. Đó. Thấy nãy thế nó cũng bay cho mình. Bay cho mình biết. Đó là đồ giả. Đây là đó, không ai sao bắn gì đến đâu. Cái đầu nó quay đi quay lại kìa. Bên này mình nhiều này. Đây. Bên này mình nhiều này. Bên này nhiều này. Không được xem tất bán. Đây săn bắn nó to tù rồi bỏ tù luôn. Mãi còn không ra đây. Nó mãi xong bên này đấy. Hay ra đây để săn bắn. Ra đây là phải qua. Đấy giờ mới nhìn thấy này, giờ mới nhìn thấy chùa này. Mà. Nhìn thằng Nguyễn. Ai cho mày đeo này? Chị ăn con bắn cái thằng bắn một đàn con trắng không không. Mưa đấy nó tạt vào mà cũng ướt rồi đấy nhỉ. Tụ nhau tắm mát, tụ nhau gì đấy. Sương mù quá nên không nhìn rõ các cái ấy. Bà lão bà có cái bài thơ nào thơ khiếp quá thật là đấy chùa nhiều chưa bà tóc bà đi bà nước bà cứ đi hết đi bà cọ bà lão lắm thơ lắm. Giờ mấy giờ rồi? Bây giờ 8 giờ. Đi tham quan 2 tiếng liệu có vừa không? Hết không?
10:15 là vào ăn rồi đấy. Ăn không không quá được hả? Là có giờ thế bảo đi 2 tiếng là mệt cần gì đi gọn mệt. Bây giờ sao? 2 tiếng nó bắt buộc ăn rồi. Đi 2 tiếng là mệt. Cái đau cả. Này thằng đi. Không phải về, không phải về. Về đi ăn. Về đi ăn. Chứ nếu mà đi cái này tất cả là chỉ có ăn thì sẽ thế thôi, hay là ôi nhiều lắm, không biết ở trong đi bên trong thì là lạnh lạnh quá, bắt đầu gió lạnh này, mưa nó tạt vào ấy, em lột áo một quần áo một quần mặc đó, lấy nóng vào mồ hôi giờ lột ra bắt đầu lại lạnh rồi này, mưa phùn nó tạt vào ướt chết này, không mặc áo thì đi nhỉ. Để trên xe. Giờ là điện cho anh Chính và anh Chính đem vào hộ cho vậy. Hai đứa đi đón luôn. Suốt ngày hát con gái như ngọc ngà, con gái như ngọc ngà. Hôm nay mà cô mà bị lệnh là cô mất đèn thuyền. Đóng cửa áo phải cơ mà. Là ngồi đây vậy đấy, học xuống đi bộ là nóng à. Bé lại đi. Nhưng mà sao đụng ở đây mà sao đổ đây nhỉ? Đụng là bà cho cái đầu lên như thế nào? Đâu mà? Đâu mà? Đây này à? Mình nhặt thì nó bị rơi. Chắc chắn là phải có cái trò vào, không phải cả. Vào đây. Thôi bỏ. Mày nhớ quà là cái gì? Cảm ơn. Cảm ơn. Con đường đi xe điện mà nó có đường đi xe điện và chùa này là chùa tổ chức Vây Sắc kỷ niệm Đức Phật Thích Ca đảng danh ấy. Là tổ chức ở đây lớn lắm, năm 2019 nè là tổ chức ở đây nè. Lớn lắm á. Cả thế giới biết dịch mà. 19 cuối 19 mới dịch. Cuối 19 mới dịch. Giữa 19 là chưa có dịch từ bi hệ xã. Gì? Ví như con trâu à? Ví như con trâu. Chờ bác ơi. Hả? Lồng lá để ấy nó lên. Các phải theo con gì hả? lên ui leo bậc thang kia chắc ấy mà ít bậc mà đi thì có lên chứ đến lên đây rồi mà không lên. Đây là phải chụp kéo hình mấy em đang quay không, ý là bác chụp lấy dễ. Dạ, này là đẹp. Vâng bà. Đẹp. Chụp. Cái cảnh.